Dạ, xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lộc Tĩnh miền Tây. Thì hôm nay em giới thiệu tiếp một cái cây mai. Mai này gọi là mai vàng á, mai 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 cũng nó cũng xù rồi, chớm xù thôi, mà xù nhẹ thôi, chưa có xù nhiều lắm. Đó. Thì cây đã nuôi được khoảng hơn 1 năm. Khoảng gần 2 năm. Đây cô chú, cái tay cái ngọn này nè. Nó bằng cái bự hơn ngón tay cái mình luôn à. Đó, mấy cái tay cành nè. Đã sửa vô mấy nước dây rồi. À. Bonsai ha, lục lực nguyên một cái củ rồi. Mới chà rửa lại nè. Đó. Các cô chú thấy ha. Cây khá già nè, nó bể xù nè, xù này là xù nhẹ nhẹ thôi, xù chải nè. Mấy cái đường này nó cũng 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 chớm xù lên hết trơn, nó dặn dặn xù xù hết trơn nè, như cái cúp vậy đó nè, nó cũng tròn vo. Cây này thì mình Tết nay mình chơi bông rất là nhiều rồi cô chú, tay cành lớn hết trơn nè, cái ngọn nè đó. Cái chậu chậu rồng ha, chậu xưa luôn. Chậu này thì vừa chậu vừa cây nó nặng lắm cô chú, cho nên để trên cái xe nâng đó. Củ sù cũng khá là có duyên, nó có những cái mặt cắt rễ đây nè, lúc trước cái rễ rồi mình cắt lại cho nó gọn ha, mấy này nó kéo hết luôn nè, bít luôn nè, đó bít luôn, bít luôn. Cái này thì chưa bít, cái này còn chút xíu nữa này chưa bít. Đó. Cũng có nhiều cái mặt cắt ở đây ha, chừng rễ ra đây nè, con lắc nè. Nói chung là trồng thì cũng rất là kỹ, mình vừa trồng vừa chơi mà, vừa chơi vừa giao lưu nên là làm rất là kỹ. Đó, nguyên một củ xù, tạm gọi là vậy đi, xù chưa nhiều lắm. Đó, tay cành đều bẻ theo kiểu tứ diện ha. Đó. Đó. Mới vô lại luôn, mới tháo ra mới vô dây lại. Thì cái này cô chú về mà có thích bẻ theo kiểu gì đó thì mình có thể bẻ ha. Này đủ nhánh hết trơn à. Cái mày mặt cắt á, mặt chính của nó đây. Mặt chính ha, mới thay kèo lại nè, nó phủ. Tất cả các đầu cành nó đều kéo lại hết trơn nha cô chú, nó phủ xuống này nè. Ở trong này không một, không mục, hồi đó tha keo rồi nó chỉ đen lớp keo thôi, bây giờ lột cái lớp đó ra thì ở trong nó tươi rối luôn, xong rồi tha cái lớp keo khác lại, đảm bảo với cô chú luôn, không một miếng nào hết. Rồi cho cái thông số giùm anh luôn đâu rồi, tổng chiều cao à? Cao là từ mặt chậu 60. Rồi chỉ 60 thôi cô chú, chiều ngang 66. Ngang là 66 ha. Rồi mình đo nhiều vị trí đi, đúng rồi, sát nó luôn. Sát ở đây là lật cái thước lại. Lật thước lại 53. Rồi mình tính 52 cô chú. 52 ha, đo ngay cái bụng này nha anh. Căng ngay cái bụng đó đúng rồi. Bỏ cái này ra đi, bỏ cái này ra đi. Đây là 50 49 thôi cô chú ơi, yếu 50. Đó, ở phía trên luôn, ngay đây này, quay thước qua đây, kéo ngược lại 35. Sát thước luôn chưa? 36. Rồi 35 nghe cô chú. Đó, 35. Rồi đo cái chiều cao của cái thân này không giùm anh coi. Cái cục này đựng vô đây 29. Rồi nó cái thân nó chỉ 29 nha cô chú. Nãy là 60 là tính luôn cái ngọn này ha. Ngọn này 30 ha. Ngọn này làm khá là kỹ luôn. Đó. Rất là đẹp nha cô chú. Như trái khóm vậy đó. Tròn vo luôn. Cây sạch sẽ luôn ha, khỏe luôn. Không có mục đâu nha cô chú. Đây mấy mặt cắt này nè, là ở trong này còn tươi xanh hết,
ở ngoài nó kéo như này ha. Đây. Có một số gái là nó kéo gần bít luôn. Và cái bụng nó nè. Như ông địa vậy đó. Đó, vậy nè. Mấy cái tai cành này đều lớn hết trơn ha. Nè, xù ở trên này luôn. Nè, nó xù đây nè. Tai cành đây. Hổm nhờ em nó vô dây, nó cũng mới tập cho nó làm cho nên nó vô hơi rối cô chú. Mấy này thì mình chỉ cần vô mấy cái dây đầu này thôi là được à. Này nó chèn qua đây vô hơi rối. Thì cây này mình định hình nhẹ nhẹ thôi, tại vì nó có sẵn hết trơn à. Tới Tết là tháo ra là mình chơi thôi, chứ không có dây gì nữa đâu. Không cần dây nữa đâu cô chú. Đó, nó tròn vo luôn rồi nè. Rồi, tới cái chậu ha. Chậu này là chậu xưa ha. Chậu này cũng có nứt, nhưng mà cơ bản là còn xài được. Chậu nứt cũng không bao nhiêu giá trị. Em đo cái đường kính chậu cho mình coi, đang ở trong cái chậu máy vậy. Chậu này cũng khá lớn cô chú, chậu rồng là chậu rồng lớn á. Nuôi rằng đủ đất cho nó ăn cho khỏe á. 55. 55 lọt lòng nha cô chú. 55 lọt lòng ha, chậu thì còn sáng lắm, chỉ có nứt trên này, hai đường, bên đây đường nữa nè. Này là đất mạch ruộng ha. Trồng kỹ lắm cô chú nè. Cô chú thấy nè, ở đây có cát luôn nữa, cát thứ mà cát ấy chứ không phải cát bình thường mình. Đó. Cát hạt to á cô chú, cát trắng hạt to đặng cho nó thoát nước ha. Chấu sữa dừa, cát. Rồi đất mạch ruộng. Chúng mình làm rất là kỹ luôn. Đó. Rồi cô chú có yêu thích cây này thì con báo giá luôn. Cây này con giao lưu giá là 10 triệu ha. Bao ship 200 km. Bằng xe tải ha. Ship tới nhà. Cô chú có yêu thích thì cứ gọi cho con. Rồi trong cái lúc này thì mình có thể cọc gì đó để đó, để khi nào thích hợp thì con giao. Còn nếu mà gần gần hơn, con ở Cần Thơ ha, gần gần hơn ở các tỉnh lân cận thì mình có thể bớt chút đỉnh nữa để mình giao lưu. Thì ship thì bao ship 200 km. Đó. Cây khỏe, sạch đẹp. Nuôi tai cành thì khá là lớn. Rồi, con rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ con trong thời gian qua. Nếu có yêu thích thì mời cô chú nhấn đăng ký giùm con và nhấn cái chuông ha, để mình theo dõi báo giá những cái cây trong vườn và của những cái anh em khác nữa. Mình xem yêu thích thì mình giao lưu, còn không thì mình xem giải trí cô chú ơi. Đó. Rồi, xa xa đây. Tết mình để chân trong nhà ha, cây này chừng cái không gian nhỏ nhỏ ở trong phòng khách đồ này nọ cô chú, rất là đẹp luôn. Trước bàn thờ đồ này nọ. Tại vì cô chú con để cái này nghiêng ha, cho nên mình nhìn thấy nó không có được cái lắm nha cô chú. Cái xe nâng nó dốc xuống ha. Đây, nó nghiêng. Mình để cái cây nó nhìn thấy nó cũng hơi nghiêng ha. Để thẳng nhìn đẹp lắm. Đó. Rồi, có cần hình ảnh thì để con cứ kết bạn Zalo ha. Rồi con gửi thêm cho. Rồi, con xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú trong những clip tiếp theo. Xin chào.